Thưa quý vị, mở đầu là những thông tin về thời tiết. Hiện các vùng biển trên cả nước đang chịu thời tiết xấu khi chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp và sự hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, thời tiết rất xấu, ngư dân đi biển cần tìm nơi tránh trú an toàn. Hồi 13 giờ trưa nay, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19 đến 20 độ Vĩ Bắc, 111,2 đến 112,2 độ Kinh Đông. Mặc dù vẫn hoạt động loanh quanh ở vị trí này, song có thể mạnh lên thành một áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Ngư dân đang hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, cần chú ý đề phòng bởi thời tiết xấu có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc xoáy, gió giật mạnh và biển động. Các vùng biển phía Nam dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp, nhưng gió Tây Nam có cường độ mạnh lên, nên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông lốc xuất hiện ở nhiều nơi.